tao đặt nè. Đó, sao cái lồng nghiêng chuyền vậy? Đó. Ê, ảnh kìa. Ôi 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 con đực nha. Coi coi dính mắt chưa? Đây một con nha các bạn. Quá trời bự luôn, quá trời bự luôn, con này bự nè. Coi coi lủng không? Đây. Một con nữa, hai cái dính hai con rồi nha các bạn. Tiếp em ơi. Đây là dấu con chuột nó ăn cái trái bưởi nha bạn. Đây dấu em đã đi cặp hai bên mé này là nhẩm hết trơn nha, nó đi có luồn dữ lắm. Sao Thịnh? Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình trở lại cái khu vườn của ông cậu mình nữa nha các bạn. Chào các bạn Thanh ơi. Thì mình trở lại khu vườn này nữa là mình đây nè bạn. Em theo mấy cái bẫy nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục bắt mấy con bạo chúa nha. Đây nè. Đây là mấy cái luồng của nó đi nha các bạn. Nó nha. Đi theo nè. Cặp với cái mương ẻm này nha. Đây. Đây là nguyên cái khu vườn của ông cậu mình, hôm đó là mình cũng đã gài bắt được số rồi nha. Hôm nay mình tiếp tục mình gài đây nha các bạn. Rồi rồi coi địa thế đi Thịnh. Coi coi địa thế đi. Mé bên này cũng ngon nữa nè Thịnh. À mé mương này nè bạn. Nó đi là coi như là cái luồng là nhẩm hết luôn á. Trái kế và bưởi. Nó đây nó không có gì để ăn, nó ăn bưởi luôn mà. Đây nè, trái kế. Trời, trái kế quá đã luôn. Cắn thử coi. Thôi, dục luôn rồi bạn. Quá trời chua luôn rồi. Sao nghiên cứu đi, kiếm đi. Bây giờ mình sẽ đi gà nha các bạn. Hôm đó mình bắt được số rồi, còn mấy con bạo chúa thì mình chưa có bắt được nha. Còn nhiều dữ lắm. Khu này cũng như lâu dữ lắm, lâu rồi cậu mình không có xử lý bài cỏ này nè. Cho nên là nó cũng nhiều dữ lắm nha. Né bên kia kìa Thịnh. Thịnh. Né bên kia ngay bụi lá bên kia kìa. Đó, ngay chỗ bụi lá bên kia thấy không? Đó, chỗ luồng nó đi đó, thấy không? Chỗ đó đó. Nè, có đây nó đi nè. Đây hả? Đây nè các bạn. Đây là mình quay cái này cho các bạn xem nha. Đó, nó vô cái hốc này nó ngồi nè, nó ngồi cái láng lình luôn nè. Thấy không? Nó làm chỗ này nè. Rồi bây giờ mình sẽ gài nha. Và khi nào dính thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Khi nào mình đi thăm á rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thơm. Bưởi nha. Năm nay bưởi tệ quá tệ mày. Rồi bây giờ Hữu Thịnh đang gài dưới cái mương ém này nha. Hôm nay mình đem theo tổng cộng là 7 cái. Đó Thịnh, cái chỗ này có dấu chân nó đi nè Thịnh. Rồi gài gài đi, gài đi, gài đi. Rồi giờ hôm nay mình sẽ gài bằng một ốc bươu vàng nha bạn. Hữu Thịnh đi tìm nha. Đây mình có một bụi mía này nha bạn. Mình coi nó ăn nè. Đó, nàng ba cái mía của mình ăn tiêu mấy cái ghế hết trơn, nguyên bụi mía nè. Bắt buộc mình phải gài mình xử lý nó mới được nha bạn. Thì bây giờ là anh em mình sẽ đi thăm nha các bạn. Là cái bẫy che chuột hôm qua mình đặt tổng cộng là 8 cái phải không? 8 con rồi. Đây là cái đinh hương nha các bạn. Đinh hương. Lá nhuyễn nhuyễn bông bông quấn quấn đẹp lắm nè. Tết mà có mấy cái lá này mình đưa vô mấy cái dĩa để trưng trái cây nhìn nó rất là đẹp nha. Anh em ơi, cái chỗ này nè, ngay cái chỗ bụi dừa ương này anh có đặt cái nè. Dính không? Dính. Lấn. Chết rồi. Rồi. Xong rồi hả? Đứt rồi hả? Sao chết? Kẻ thù tiêu diệt rồi. Bị kẻ thù tiêu diệt hả? Kì vậy? Kiến. Ơi ơi gì? Kì vậy? Kiến vàng cắn quá hay gì? Kiến cá. Rồi phải sớm giờ mình thăm sớm là đâu chết. Được rồi. Đây nha bạn, một con chuột cống đầu tiên mà chết rồi nha, do là bị kiến vàng cắn quá trời nha. Vậy đúng là mình phải đi thăm sớm, nhưng mà do mấy em của mình nó đi học về, bạn nó đi học tới 11, 12 giờ trưa nó mới về nha. Xách theo luôn, xách theo luôn đi. Rồi tới luôn, tới luôn. Những
trái bưởi này chín vàng rực hết trơn rồi nè. Hả? Cái gì? Thôi thôi thôi, mất công. Đây nè, cái này mình tao đặt nè. Đó, sao cái lồng nghiêng chuyền vậy? Đó. Ê, ảnh kìa. Ôi ôi ôi, con đực nha. Coi coi dính mắt chưa? Đây, một con nha các bạn. Quá trời bự luôn, quá trời bự luôn, con này bự nè. Coi coi lủng không? Đây. Một con nữa, hai cái dính hai con rồi nha các bạn. Tiếp em ơi. Im xong, im chờ. Anh gài mà cưng. Đương nhiên sao sống nổi với anh. Thì, anh em mình gài bảy chỗ này. Hả? Nữa hả? Mình gài. Ôi rồi xong, xong. Đây sập rồi nè. Vô. Ê, ê, khù dữ hả? Ê, con cái phải không? Cái em ơi. Đây, một em nữa nha các bạn. Coi coi có hả không nha. Dính bậy, dính mắt chưa? Vô, vô, vô. Rồi, ok. Qua luôn. Quá đã nữa các bạn ơi. Ở đâu tới đâu Thịnh? Các bạn cho mình xin một like, một đăng ký, ủng hộ kênh Ba Thảo Bánh Tre mình nha các bạn. Và đây là một cái nữa của Hữu Thịnh gài đây, không dính nha. Thua. Cái này thua rồi, dở luôn đi. Rồi, ở đâu nữa? Ba đây còn không? Bên kia. Bên bờ bên kia hả? Đây nè. Rồi được mấy cái rồi? Đó, cái này nè. À, đây một cái nữa nè. Đây một cái này, cái này hôm qua tao gài. Ui, đây một cái không dính nha bạn. Rồi, lấy luôn đi. Tiếp, tiếp. Những like và những chia sẻ của các bạn sẽ làm động lực để cho anh em mình ra tiếp những cái video clip mới hấp dẫn và hay hơn nha các bạn. Thì cái gì mà giấu chó bưa dữ ạ? Ê, lụm em ơi. Chó nó giật cái gì kìa? Phải không? Nè, đây một con nữa nha các bạn. Lụm rồi, coi có dính mắp chưa? Dạ. Con này nhỏ, à, con này không có cái gì, không gì. Rồi, ghê. Con em đó là độc tử thôi. 4, 6. Còn đâu? Rồi, còn đây cái tao gài đây nè. Thôi, cái này không bật nha các bạn. Đây. Cái này mình gài vị trí này thấy nó hơi trớt rồi nha. Trớt rồi, thôi. Lấy về. Không có dấu hiệu gì gọi là ăn uống hết á. Này, tuyệt vời mấy bạn. Hai con bị chản luôn. Con đó con đực, con đó con cái. Hả? Còn đâu cái nữa? Đó hả? Chỗ nào? Dính đâu? Ơi, con hả? Thịnh gà hả? Cái này của Thịnh gà nha các bạn. Sập rồi, sập rồi. Đâu? Rồi, rồi, rồi. Ý da, một em nữa nha. Ôi, em này bự hả? Đây đây đây. Đây nha bạn, một em nữa rồi. Nhất trí. Dính mắt chưa? Lắm. Đây. Rồi thiệt. 8 cái. 8 cái dính được 5 con. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cú kỳ nào. Rồi, có mồi rồi. Chuột cống. Quá dữ luôn. Cái này là hữu vinh là đi theo gọi là đi dở thôi nha bạn, chứ hữu vinh không có thành phần nào trong này các bạn ơi. Có gì? Hai con này của mình các bạn. Của mình gì? Hôm qua bạn tôi đi gài bạn ở đâu? Ở nhà. Ngủ gì? À, cái khu này em hỏi mình cũng gài, mình bắt tính ra nếu nguyện khu này là mình gài mình bắt hình như cả mười mấy con rồi đó. Cái hang nè, cái chỗ này nè, bữa ấy nè. Rồi đi đâu Thịnh? Yeah. Đây nè bạn, cái trái này nó rụng xuống coi nó ăn nè bạn. Đó, thấy nè không? Nó ăn luôn, kể cả trái bưởi luôn. Thôi thì mình chào khán giả đi, mình về luôn chứ đi đâu nữa. Rồi đứng giữa cầu, chào luôn em ơi. Nhớ đừng nhảy cầu nha. À thì...
video clip của anh em mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha bạn. Thì hôm nay anh em mình thu hoạch được 5 con chuột cống nha, mà có một con đã hy sinh nha. Nếu mà các bạn thấy hay vui thì cho anh em xin một like và nhớ đăng ký ủng hộ kênh Ba Thảo Bến Tre mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt, bye bye.